Xin chào quý vị, hôm nay mình muốn chia sẻ chương trình nhanh, gọn và an toàn nhất để có thể chuyển thành qua quốc tịch Hoa Kỳ, từ quốc tịch Việt Nam sang quốc tịch Hoa Kỳ. Tôi tên là Ken Đạt Dương, là luật sư hơn 10 năm kinh nghiệm trong đầu tư định cư và tư vấn cho hơn 30 gia đình Việt Nam để đầu tư qua Mỹ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ sao nhà đầu tư, vợ chồng và con có thể đi qua Mỹ cách nhanh nhất và gọn nhất. Chương trình EB-5 là gì? Chương trình EB-5 là từ 1990 tới bây giờ là chương trình Hoa Kỳ để thu hút nhà đầu tư để vô Hoa Kỳ có thể định cư. Và mức phí đầu tư chương trình hôm nay mình chia sẻ là qua trung tâm vùng là 500.000. Và có 5 cách để mình chứng minh nguồn gốc tiền của mình. Cái đầu tiên là mua bán bất động sản, hai là thừa kế tài sản, 3 là cổ tức công ty, 4 là tặng quà của gia đình. Và lợi ích gì của chương trình đầu tư EB-5 cho quý vị? 1 là cái số tiền đầu tư của mình là 500.000, mình biết là 500.000 rất là ổn. 2 là dịch vụ của công ty của mình ở Dương Global là một dịch vụ trọn gói, hết phí dịch vụ bao gồm trong, không có phí gì mà mình không biết hết. 3 là vợ, chồng và hết con của mình dưới 21 tuổi có thể đi chung. Gia đình là 3 người, 4 người, 5 người hoặc là 6 người có thể đi chung chương trình này. Mức phí học của con của mình, mục đích mình làm chương trình là để cho con của mình đi học. Thì con của mình có thể học được cấp 1, cấp 2, cấp 3 được giá miễn phí hoặc là mức thấp hơn. Và chừng nào đi đại học và cao học, thạc sĩ, tiến sĩ thì được cái giá quốc nội. Mình muốn chia sẻ hôm nay một cái giải pháp đơn giản nhất cho quý vị để đầu tư. Dương Global Business Consulting Group phối hợp với Greystone EB-5 để lên một cái chương trình đơn giản cho quý vị. Greystone là một cái trung tâm vùng bất động sản lớn ở Hoa Kỳ, đầu tư hơn mấy chục dự án và mấy tỷ đô trong bất động sản. Và trung tâm Greystone được Sở Di trú và Nhập tịch là USCIS chỉ định có quyền để gọi vốn đầu tư từ nước ngoài vào. Thì tôi sẽ chia sẻ cái dự án hiện tại bây giờ của Greystone rất là tốt cho thị trường Việt Nam. Đây là dự án trung tâm y tế và phục hồi chức năng với hơn 180 giường và thiết kế kết hợp của mô hình kinh doanh hiện đại và công nghệ. Trung tâm vùng này và dự án là ở Apopka, Florida, là một cái nơi rất là trung tâm và gần Orlando, Florida và gần sân bay quốc tế Disneyland, SeaWorld và Universal Studios. Đang chương trình là còn 3 tới 5 suất để cho nhà đầu tư Việt Nam để đầu tư vào thì mình phải đi nhanh. Và từ tháng 4 2019 là khởi công bắt đầu xây dựng dự án rồi, là nghĩa mình có thể thấy được, mình có thể đi qua đó để mình xem cái dự án này. Và cái lợi ích tốt của cái chương trình này, cái lợi thế cạnh tranh của họ là họ trả 2%, so sánh với mấy trung tâm khác là họ chỉ trả lợi nhuận chỉ là 1% thôi. Và mình phải hỏi là tại sao lúc này nó cực kỳ quan trọng để quý vị đầu tư vô Hoa Kỳ. Nghị viên và Quốc hội của Hoa Kỳ đang duyệt và đang tăng cái giá từ 500.000 tới 1,3 triệu đô thì rất là cao, và cái số tiền mình phải đầu tư để cái quyền lợi với nhau. Hai là cái số tiền này sẽ tăng vì chúng tôi tạo ra chương trình chung phối hợp với Greystone để đem cho quý vị cái lợi ích và trả lời đáp ứng nhiều cái câu hỏi. 8 tây tháng 6 2019, chúng tôi và Greystone sẽ tổ chức chương trình chia sẻ, buổi chia sẻ cho quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Và 13 tây tháng 6 2019 ở Bình Dương, thành phố Bình Dương, để chia sẻ chương trình này cho nhà đầu tư ở Bình Dương và
thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình đó là tôi là luật sư Ken Đạt Dương, là luật sư Hoa Kỳ, sẽ chia sẻ về phần luật, chứng minh nguồn gốc tiền và các chứng từ. Và chúng tôi rất là hãnh diện được mời Allison Berman là luật sư và phó tổng giám đốc của công ty Greystone về để chia sẻ chung với đội ngũ của Allison là có Amy và Kitty. Để cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe và cho thời gian về chương trình đầu tư EB5. Chúng tôi đề nghị và hy vọng quý vị sẽ like trên Facebook, subscribe trên YouTube và bình luận cho chúng tôi biết là cách đầu tư của quý vị là gì. Đại diện cho Dương Global rất là cảm ơn quý vị hôm nay.